Mèo nha bạn, mèo vô phá chuồng cu mình nha bạn. Hôm nay cứ ra cứ thấy là cứ thấy lông lá vậy các bạn đó, lông lá bố xua không biết lý do làm sao nha bạn. Mình thấy nó nè, nó đứng bên hông, nó thò tay vô nó ăn. Hồi nãy nó ăn dở nửa con nè, mình cột vô đây luôn. Rồi bên ngăn mình bỏ mồi, mình nhốt con cu tiểu ở đây nha bạn, nhốt mồi riêng. Thật ra là lụm nó luôn nha bạn, con này 4 ký mấy nha bạn, bự lắm. Sẵn mình test bẫy mèo cho bạn xem luôn đó. Bạn nào cần bẫy mèo liên hệ mình nha, 0936059090 nha bạn, ship toàn quốc. Kích thước nó là dài 50, rộng 20, cao 20 nha các bạn. Cần 4 ký nha các bạn.